Nó tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi tám trò, chơi Poppy một trước này. Là chúng ta sẽ đi vào đây. Gặp con quái vật này. Nó đuổi. Nó đuổi. Chúng ta sẽ cho nó. Chúng ta chạy đi nó. Nó đuổi đây. Chúng ta chạy đâu. Ta sẽ chạy nhanh không là nó bắt. Chúng ta vừa rồi mất một đoạn. Chạy mất một đoạn. Thì không sao. Chúng ta chạy đến nào mà chúng ta vẫn không thua. Là nó sẽ đuổi. Chúng ta lên đầu này mà chúng ta sẽ phải mày xuống. Rồi chúng ta xuống mày xuống nào. Chúng ta sẽ gặp con này này. Chúng ta đuổi. Chúng ta phải chạy đó. Chúng ta sẽ xuống cho nó xuống đây. Chúng ta sẽ cho nó tự chân ở đây. Rồi, nó sẽ đập cánh cửa này ra. Chúng ta sẽ cho cái này nó rơi xuống đầu nó nha. Chúng ta đã bị nó bắt. Chúng ta sẵn sàng chờ chết khác. Chúng ta để lâu quá, chúng ta sẽ bị nó bắt. Rồi, chúng ta sẽ vào đây. Chọn những nó sẽ lên này, nó sẽ cho chúng ta những màu, chúng ta sẽ xem những màu của nó. Màu đỏ, chúng ta sẽ vào chọn màu đỏ. Đấy, chúng ta sẽ xem nó chọn màu gì. Đó là màu xanh. Chúng ta đấu rồi, chúng ta sẽ chia hôn nó phát trong chào nó. Chúng ta sẽ mặc cái cả này ra. Rồi chúng ta sẽ phải chạy đua không nó. Nó sẽ đuổi chúng ta, nó sẽ bắt, chúng ta phải chạy nhanh. Rồi chúng ta sẽ phải chạy nhanh. Nó đuổi đây. Chúng ta sẽ phải chạy theo những mũi tên này nha. Chúng ta chạy chậm là sẽ bị nó tóm. Chúng ta sang trò chơi tiếp theo. Chúng ta sẽ đi từ từ, từng bước một.
đây những con vật đây. Chúng ta sẽ phải nhập cái hoa sen đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi chắc hai a cube have wheel and rail so it can move the ones above chúng ta sẽ chơi nào. Accepted as your protective character instincts. Oh, I know.
someone has to have been guided by you. And as one of those things, I was right. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned. Không được con đằng sau nó đuổi này, đằng sau này chủ nhân đó, chúng ta sẽ phải chạy, chạy theo con gà này. Chúng ta phải đuổi theo con gà này nha, không là con đằng sau nó đuổi theo ta, chúng ta không quay lại, quay lại là chúng ta sẽ bị mất, chúng ta chạy rất nhanh. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Đỏ nó sẽ đánh nhau với con xanh này. Con nó sẽ vật nhau. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ 5.
tím xanh vàng đỏ. Theo biết có đúng không? Lúc về đấy là ta không kịp thời gian. Quick, sit down. He's coming. Đúng. Hôm nay nhặt hết rồi, không tống nữa thì thôi. Thì quên nữa đóng cửa đi. Mẹ. No, the doors weren't left like that originally. Phải đóng cửa mới quên luôn. Phải bắt à? À, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Tên ván trước là đóng cửa rồi chứ. Nhưng mà ván trước là thiếu một cái. Thiếu một cái mà cố lên nó đi. Hai biết được, chứ nó không đủ thời gian này. Không đủ thời gian, chẳng là thua rồi, cố mà một đường đi. The naughty ones are escaping. I've managed to get the elevator to work. Sẽ chơi con này nó đuổi, cho nó đuổi như kiểu mèo đuổi chuột ấy, thì chắc cũng thích mà đuổi chuột không? Đấy, chúng ta lại cho nó như mèo đuổi chuột cho nó câu thời gian ấy. Đấy, mèo đuổi chuột nó rất thích con này mèo đuổi chuột này. Chơi mèo đuổi chuột. Ô, nó chỉ cho lên đến đây rồi. Chúng ta nhảy xuống đó. Ui, tí nữa là bị nó bắt. Ta chơi mấy trò thì nhanh lắm. Chơi mấy trò chơi này để cho mò mèo đuổi chuột đó. À, chúng ta chơi thế đủ rồi. Để nó còn lấy sức. Sẽ túng sống, sẽ nhột xác. Chúng ta sẽ đi
Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây à? Nó sẽ sợ, nó quay về. Everything we worked so hard to build just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. Things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Chúng ta sẽ xem trò chơi tiếp theo, trò chơi cuối cùng.
Chú đâu đây? Chào bài, bye mọi người nhá, hẹn mọi người video.